anh em Càng Tây mình đang có mặt ở trong chợ Hòa Lợi nha các bạn. Những ngày này cũng là những ngày gần Tết. Hiện tại là anh em mình đang ngồi bên trong nhà thì đang tụng cái hồi kinh chót. Này đi cho dịch vụ mai táng trại hàng Ba Hùng nha. Thì dịch vụ mai táng trại hàng Ba Hùng này thì lần đầu anh em mình mới bắt đầu đi. Thì bên trong đây thì thầy đang tụng các bạn. Sáng nay mình lại cũng hơi sớm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cầu kính về Di Đà Phật độ cho con thầy tổ quan như cầu hồi tổ thầy là có đâu xin thương một chỗ mặt một nét Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
sâm lân à, để đánh vụ. Chuẩn bị xem mốt quỷ nha các bạn. Ở đây đang ở trong chợ Hòa Lợi, Trọng Hiền, Kiên Giang các bạn ơi. Đi cho dịch vụ mai táng Ba Hùng nha. Này xem cái loại mốt quỷ của dịch vụ này như thế nào nha các bạn ơi. Giờ khi đưa chương trình quỷ tư các chương trình đều phương sở tại bởi sách sơ bản cầu xin đi tự quỷ xin lưu tự quỷ vì được người nhớ mê họp đời toàn trần gian kia là cõi tạm thức kiếp người dân chân đi trọ lão kiếp người sinh lão bệnh tử là lý lẽ thường tình của mỗi con người mà không bao giờ tránh khỏi. Vậy là ngày mãn phần của ngũ ông đất thất gốc coi linh xa lìa chẳng thấy gì làm con của đức phật và chúng tôi đi đi mất mắt lớn này hôm nay em cáo được sự chấp thuận của gia đình cũng như được sự đỡ sợ mai táng ngày hôm ba hùng điều động em cáo về đây trước cái thành tấm hành lý đứng dưới lưng xà bởi lời chị buồn để gia đình tạm quyến sẽ đem cáo cùng dựng lên một lớp phóng quen tiễn đưa linh cũ của ông về để em nghỉ cuối cùng. Dạ người chạy đường dài còn giáp chung em cáo phi thành mọi sự của mình không tránh khỏi điều tin sơ sót xin quý ông bà cô bác cùng gia đình tạm quyến niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Dạ một số gia đình lấy động quen thì đội mai táng ngày hôm ba hùng thành phép được bắt đầu. Yeah.
nhậu đi tao biểu. We'll be right back.
Cái gì vậy? Hỏi mấy anh mấy chú rồi còn
không có được. Được. Trời ơi. Ê. Ở đây kiếm cho anh thiệt đúng không anh? Thiệt đúng không chú? Thiệt. Thôi mày no mày rồi con ơi. Trời ơi dạ. Anh kia chú kia nó đem thiệt mày. Bây giờ tao đập cái đầu đập cái gì vậy? Ông nội ông đập đây nè, ông đập cho nên đi ghé cái bao chuẩn làm như khổ nữa là xong luôn. Đây là nói. Ở đâu? Tao lấy trong cái gì luôn, tao để được không mày? Thế giờ này nó vô là cái giả. Trước khi mày chết, mày có lợi cháu cháu với bà con quá xung quanh đâu mày? Được. Bọn con của bác ơi. Nãy giờ bọn con của bác cũng chứng kiến được. Nó đánh như chó, đánh như con không đẻ. Nó đánh như trà ghẻ không người. Nó đánh cho cái dập xong mũi gãy gần cửa. Bọn con của bác như thương tình. Ông hộ cháu nhà 50 ngàn lẻ. Cháu mua giày lạo cho con. Hồi như cháu làm lâu phí. Đi theo ông gì dưới quần dương nữa tới tầm cái găng lại. Hôm nay nó đánh cho Triệu Anh nổi là bọn con của bác ơi. Chết xịp tàn lẻ rồi con đây nữa mày. Tao đây nè. Đâu con. Tại ông nội. Đẹp lớp xăng người ta đó ông của nội. Em phó hoài vừa thôi. Phát rồi. Trời ơi. Đi nhẹ nhẹ. Đi nhẹ nhẹ. Đi nhẹ nhẹ. Nhẹ gì đâu không phải. Là trò bà của nụ cha. Thùng của mình đi 1, 2, 3. Bữa nay mày gặp ở đây gái đẹp nắp trường cô. Hôm nay nó quay phim đẹp gái. Mày quên đi 1, 2, 3 ông nội. Trời ơi lo giờ mà quên mày biết làm gì vậy. Tao chuẩn bị đến thở hay gì. Mày có điều gì cho ông chết. Cái gì không có hùng không mày. Cô, anh chủ cho hôm ấy, tên nào nghề nghiệp, lỡ có gì, anh cho em xin cái nào cũng được mi sơ y như cái, ông mới nằm tẩm được rồi. Gạch thế rồi chết thiệt. Mày sợ gì vậy? Sợ cho mày lại qua lại cái thang mày. Trời ơi trời. Cái này mới thiệt nè. Bóp. Hơi. Bóp. Yeah.
nữa rồi à, hả? Nữ đó, nữ đó hả? Nhưng mà thằng này đã thích chứ mà hả? Hey, 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 hey
Rồi chạy vô.